Lần này thì Takahashi đã nhiều hơn. Rất hay. Thủy Linh đang tận dụng sự nhập cuộc không tốt. Trẻ rút. Lỗi của Asuka Takahashi. Thủy Linh đang có được sự hưng phấn. Quá nhiều game point cho Thủy Linh. Và một chiến thắng 4-7. Còn khiến cô bị đối phương phản đòn. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. Hơi đáng tiếc. Cầu của Thùy Linh đã không qua lưới.
tới chiến thắng chung cuộc, tới chức vô địch. Cầu ngoài. Asuka Takahashi đã tự ném đi cơ hội của mình, đã tự đóng lại cánh cửa trong trận đấu này bằng một tình huống giao cầu lỗi. Và như vậy là chiến thắng trong trận đấu chung kết đã thuộc về Nguyễn Thùy Linh. Một thắng